Mình không vừa lòng, không vừa ý, mình trách, mình hờn, mình nói tại sao đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà thật sự là mình đã gieo nhân này thì bây giờ mình gặp quả này thôi à. Chứ mình không gieo nhân này sao mình gặp quả này. Có một cái cô, cô nhắn tin, cô nói thầy ơi, con đang bị bế tắc dữ lắm. Những đức thường là người ta ưa nhắn tin, như tại vì đức không có xài điện thoại, nhắn tin trên mạng, vô cái buổi giảng, nên những đức ưa coi cái bình luận để thấy những cái điều người ta hỏi mình trả lời, mà nhiều người cũng được lợi ích. Thì cái cô này cổ với chồng đi đến chùa cũng tu tập, mà chùa ở đâu á, cổ ở đâu cũng nghe mình giảng. Thì ông chồng đi đến chùa cũng làm công quả này kia, còn không biết làm sao cũng làm công quả ở chùa đó, cũng người xuất gia mà ni nhiều, cái ông cũng làm công quả, ông cũng siêng năng vui, rồi ông quen cái cô đó cũng tu mà trong chùa xuất gia, rồi cái hai người sống với nhau có bầu. Bà hỏi những đức, bây giờ thầy, bây giờ sự việc nó đổ bể như vậy, bây giờ con phải làm sao? Những đức nói thì cho bà đẻ chứ làm sao. Chứ làm sao bây giờ quý vị, chứ không lẽ đi giết, thấy không? Bây giờ bà lỡ như vậy thì thôi, cô giúp cho bà, cho bà đẻ. Chứ giờ làm sao bây giờ? Chuyện quá dễ mà, dễ giải quyết vô cùng đúng không? Chứ giờ làm sao? Đó, nó đã đi đến cái mức vậy thì cho một trẻ em ra đời thôi. Nên bà nói giờ con quá bế tắc nữa. Nó như đứa chỉ cô là xong rồi đó, đúng không? Thì xong rồi, đẻ xong cô đem về cô nuôi, cô dư được đứa. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này không có cái gì mà không giải quyết được, không có cái gì mà không giải quyết được, cái thuận và cái nghịch, không có cái gì mà mình không giải quyết được. Quý vị coi bây giờ, cái mạng mà chúng ta thương nhất đây là một bất tử, nó sẽ bỏ mình. Mình đang khỏe gì tự đùng cái nó bệnh đau ung thư. Mình đang khỏe gì ra đường thì xe nó tông mình cái mình chết, bất tử luôn. Bây giờ mình không chấp nhận chết nó cũng phải chết. Mình không muốn bệnh nó cũng bệnh, mình không muốn già nó cũng già, mình không muốn xấu nó cũng xấu, nó phải đi vào cái quy luật đó đó. Bây giờ mình không chịu cũng không được nữa. Con người ta là do không chịu nên bị bế tắc. Chứ nếu như sự việc nó xảy ra, chúng ta đều là gì? Tin nhân quả. Nó có nhân, nó có quả. Chúng ta chỉ đúng cái bệnh là gì? Không mở được tâm lượng thôi. Nếu thật sự mở tâm lượng ra thì không có một cái gì mà chúng ta trong cuộc đời không giải quyết được hết. Con người có thể sống với nhau, sống thương yêu nhau, quý nhau. Nhưng nếu chúng ta xa nhau thì chuyện người đó tự làm, tự lo. Còn sống với nhau thì còn lo cho nhau. Còn không được ở bên nhau thì chuyện ai nấy lo, việc ai nấy giải quyết. Cả vợ chồng thuận duyên thuận cảnh cùng sống. Nếu như nghịch hoàn toàn thì đường ai nấy đi, chứ sao giờ? Bây giờ những đứa hỏi quý vị, nếu nghịch hoàn toàn mà ép bức để sống với nhau có hạnh phúc gì không? Không có hạnh phúc gì hết chứ. Bây giờ nói chuyện không hợp với nhau, đụng với nhau một cái là chu cái mỏ. Mà như nó hỏi quý vị, bây giờ quý vị gặp chi để chu mỏ? Thà quý vị thuận với nhau, bị gặp nhau bị cười còn ngon hơn là bị gặp nhau để chu mỏ. Nó đã là thuận thì nói thêm vài câu, còn nếu đã là nghịch thì đừng nói thêm nữa. Hãy giảm tối đa nói, mà đem vào đó là câu A Di Đà Phật, thế vào đặc biệt hơn. Đúng không? Trong cuộc đời này tất cả những sự việc gì trong cuộc đời đều có thể giải quyết được quý vị à. Không phải là giải quyết không được đâu. Nên cái chánh điện này đây nó hơi vang, nếu mà bắt mấy cái quạt này thì mình nghe không có được. Chúng ta thời gian chia sẻ Phật Pháp chỉ một tiếng đổ lại thôi, nó qua rất là mau. Để như vậy những đức giảng rất là nhẹ. Còn nếu như mà quạt mà bật lên là những đức phải giảng mà rầm 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 lên nghe không có được. Còn vì những đức giảng nhẹ dữ lắm, rất là khỏe. Nên bữa nay mấy điểm chùa mình tập trung lại hết nghe. Cái buổi giảng này của những đức thấy ấm áp. Nó rất là ấm áp vì nhìn cái hội chúng rất là đẹp. Quay hội chúng đẹp vô cùng.
nó quen cái là bấm qua cái trực tiếp cho mấy nàng đâu coi. Người nữ quý vị, người ta rất là thích được thấy hình ảnh người ta. Đó. Người nam cũng thích được nói chứ người nữ. Nhưng mà do gì mình nghiêng ở bên nữ một chút đi, mình là nam nhi mà. Cái gì mình cũng thường là như ưu ái cho phái nữ. Mình tâm lên cái tính mình đàn ông là phải gì đó. Ưu ái cho phái nữ, ưu tiên cho phái nữ. Đúng không? Mình mà ưu tiên cho các nàng thì các nàng nấu ăn cũng ngon. Mình mà ưu tiên cho người ta lau nhà cũng sạch, giặt đồ cũng thơm tho. Chứ mình mà không ưu tiên cho người ta là đồ giặt bị hôi, nấu ăn thì bị khét, lau nhà bị dơ. Đúng không? Nên nhờ Đức nói với vị nghe, quý vị muốn bồi dưỡng chính bản thân mình vui vẻ, khỏe, đẹp lên thì bằng cách nào? Vui. Cái nụ cười là cực kỳ quan trọng. Nụ cười có thể giải quyết tất cả những vấn đề khổ đau trong cuộc đời. Thì biết thế giới cực lạc vì sao mà người ta muốn gì không? Vì vui mà muốn gì. Chứ nếu thế giới cực lạc buồn, vì chi? Thế giới cực lạc buồn về làm gì? Nên từ nó thế giới cực lạc vui, an lạc người ta mới về. Nên chúng ta là người tu hành, hiểu về định luật nhân quả, tin về cái vô thường sống nay chết mai, hãy sống của ngày hôm nay cho đặc biệt đi. Hồi sáng những đứa gặp cái ông này bị bệnh não vậy đó, mà ông xanh xao vàng giọt, ông buồn đừng có nói. Ông gặp những đứa, ông nói chuyện, cuối cùng ông hỏi những đứa: thầy nhìn con, thầy coi con khoảng chừng nào con chết. Những đứa nói: mai. Nói ngày mai ông chết. Con nhìn gì mà sao ngày mai chết thầy nè? Ngày mai chết á. Không. Nếu đã là ngày mai chết thì như Đức hỏi ông: ngày mai chết thì bữa nay ông nên sống như thế nào? Nói: con lo, con buồn lắm thầy ơi. Nói: bây giờ ông lo ông buồn cho cái ngày mai chết thì nó không có kết quả gì hết. Thấy không? Thà ông vui của ngày nay, ngày mai chết vẫn có ý nghĩa hơn. Thấy không? Tại sao những đức nói ông ngày mai chết? Vì để cho ông ngày nay phải sống cho đặc biệt. Ngày nay ông sống cho đặc biệt vì ngày mai chết. Còn nếu như ngày mai chưa chết thì sống nữa, nhưng mà cái đặc biệt của ngày nay vui, nó giúp cho mình có cái năng lượng để ngày mai tiếp tục sống. Rồi mình nghĩ ngày mai mình chết rồi, nên ngày nay mình phải sống cho đặc biệt vui, thì nó có năng lượng cho bữa kia sống tiếp tục. Cứ tiếp nói như vậy, chừng nào ngày mai chết thì lúc đó niệm Phật giảng sanh. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ con người ta cứ là đi bận tâm lo âu hoài để sống những ngày tháng có ý nghĩa gì đâu. Quý vị coi chùa chúng ta đông gì thì cũng phải sống. Gia đình một hai người cũng bận tâm hoài mà sống. Chúng ta mỗi ngày cười thì mỗi ngày cũng có ba buổi cơm. Tương trao đầu hũ cũng sống qua ngày. Quý thầy cũng mập mạp sáng sủa, bụng cũng to đùng, nhìn xuống hội chúng, chúng nam chúng nữ các cụ đều là thấy đẹp sáng sủa rõ ràng, cũng là tương trao đầu hũ thôi. Còn bây giờ đắp đổi vào thịt bò, thịt trâu, thịt chó thì cũng sống, mà lại ăn máu thịt hôi tanh. Còn bây giờ mình may mắn mình gặp Phật pháp, mình ăn chay tương trao đồ hũ thì cũng sống thôi, nhìn sáng sủa ngon lành luôn.
mà thấy càng vui càng khỏe, thì nhà Đức thấy rõ ràng cuộc sống càng đơn giản thì càng khỏe. Càng đơn giản càng khỏe. Nếu như con người mà giảm đi cái tâm tham muốn thì con người vì sống rất đơn giản, giảm cái tâm tham muốn. Con người mình là bị cái tâm tham muốn, quý vị, nó câu thúc mình, nên những ngày tháng của mình sống không bao giờ biết đủ đâu. Có cái ông huynh đệ còn trẻ lắm, mà ông vừa đi khám bệnh, bác sĩ nói ông bị tiểu đường nặng, ốm o gầy mòn. Nhà Đức nói với vị nghe, chúng ta ăn chay đơn giản vẫn là hay. Có những người mình ăn chay mà vô bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nói gan nhiễm mỡ, cái này mới buồn nè quý vị, thiệt tình quá buồn. Phải chi nói mình gan nhiễm dầu thì không buồn gì mấy. Tại vì mình ăn chay thì ăn dầu, mà bác sĩ phán mình bị gan nhiễm mỡ, buồn không? Nó quá buồn, nó oan ức. Phải chi mình ăn thịt thì gan nhiễm mỡ, thì cái này mình không đến nỗi buồn quá. Còn cái này ăn chay, công trình ăn chay mà bác sĩ khám nói thầy bị gan nhiễm mỡ, buồn lắm quý vị. Nó nói thôi bác sĩ, bây giờ tôi có gan nhiễm mỡ gì, nhưng mà bác sĩ ghi lại cái bệnh án giùm, cứ nói tôi gan nhiễm dầu để tôi đỡ buồn hơn. Thấy không? Nên quý vị thấy rằng là tại sao mình ăn chay mà gan nhiễm mỡ, đồ ăn của mình ăn có khi có vấn đề. Thấy không? Nên có nhiều món đồ ăn chay mà khi mà mình mà rửa hay là mình nấu, mình thấy cái chất dầu của nó mà nó dính vô tay mình mà rửa cực kỳ khó ra, là có những món đồ chay nó có vấn đề. Và có những loại chả mà mình ăn đó nghe, có những loại chả mình ăn á, mấy vị thấy nó ăn ngon, cực kỳ ngon luôn, 100% với vị nó sẽ có đồ mặn. Có đồ mặn. Nên á, thà chúng ta ăn cái chả nó ít ngon một chút mà nó không có đồ mặn. Có mấy lần á, mấy cô cho những đứa ăn chả đó, bình thường chả bình thường những đứa ăn 2-3 miếng à, mà cái chả đó mà những đứa ăn 5-6 miếng nó ngon ác đạn. Mình về mình nói ủa nay sao chả này nó ăn ngon dữ vậy trời, ăn xong về cái bụng nó linh binh vậy. Nhà Đức nói, à chả này có đồ mặn, nên mình ăn vô cái bụng linh binh liền, nó không có ổn. Thôi nếu cho tôi chọn, thà tôi ăn 3-4 miếng cho cái bụng nó nhẹ còn hơn là có đồ mặn ăn chi cho cái bụng nó linh binh. Mấy cô nên kinh nghiệm nghe, chả nào mà người ta đem lỡ cúng á, mà ăn mà thấy ngon quá đó là chả đó có vấn đề đó. Còn nếu chả mà làm chay thật sự đó nghe, nó không có ngon quá đâu quý vị. Để nói là đồ chay chánh cống sao ngon, chung chung thôi, nhưng mà nó quá ngon, nó có cái mùi á. Có cái loại chả ăn có mùi lắm nghe quý vị. Bị hởm kìa, mấy anh em gói ăn á, có một miếng chả, mấy ổng nhai, cuối cùng cái cúp lấy ra có miếng xương. Thấy rõ ràng không? Mà bây giờ có nhiều người vì cái kinh tế làm ăn nghe quý vị, người ta bất chấp tội lỗi, người ta làm đồ chay mà bỏ luôn đồ mặn ở trong. Đó là những đứa từng có bài giảng mà nói rõ ràng mà. Quý vị ơi, làm kiếm tiền, nhưng mà làm như vậy thì cái đồng tiền quý vị không có giữ được đâu. Cái gia đạo bị tan nát à. Dính vô cái việc tu hành của người ta đã ăn chay mình không ăn được, mà mình làm đồ chay mình bán người ta mà bỏ đồ mặn vô, cái tội lỗi này lớn lắm. Cái nghiệp duyên gia đạo bị đi xuống, không có lên nổi đâu, không có lên nổi. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình làm ăn nó đúng đắn nó còn hơn, mình làm ăn mà đàng hoàng nó còn hơn. Đừng có làm giả dối gì.
Nên mình ăn chay á, cứ tập nấu đơn giản đi, đậu hũ ăn cho nhiều. Đậu hũ làm nhiều. Bây giờ những Đức phát động chương trình là ăn đậu hũ nhiều. Ví dụ như đậu hũ kho, đậu hũ xào, đậu hũ chiên, đậu hũ luộc, rồi đậu hũ thập cẩm, rồi đậu hũ tá lả âm binh. Ông nói thiệt chứ, nếu như mà một vị chủ trì chùa mà vô nhà bếp nấu ăn ấy, vì dù bị nấu đơn giản bây giờ chúng ăn cũng ngon. Sức ảnh hưởng lớn, rất lớn. Như những Đức nấu mà tầm phơ tí phèo mà mấy bà già bà ăn chèn, bà cong lưng bà ăn cho hết. Nó, cô chính cô ngồi kế bên, như Đức nói nè, bà mà không hết là cô chừng. Nên quý vị biết rằng là không mà nói gì chứ, người nam á nghe quý vị, anh nấu ăn cũng ngon lắm á. Biết sao không? Thường ở nhà hàng quán ăn á, phần nhiều nam đầu bếp chính. Quý vị lên thành phố thì sẽ thấy người nam họ giỏi lắm á, đầu bếp chính không quý vị? Thì biết vì sao mà người ta chọn người nam đầu bếp chính không? Vì người nam họ không có ngày tháng, cái tâm tư họ bình thường, nên họ nấu ăn mãi mãi cái khẩu vị của họ nấu ổn. Còn người nữ á, là trước thời gian ngày tháng mấy ngày là họ cơ thể bất thường, đau bụng, tâm trạng bất thường, nên niêm nếm cũng bất thường. Nên người nam đầu bếp chính là chuẩn nhất. Thêm cái nữa, người nam nấu ăn thì nó không có ngày tháng, nên tay chân cũng sạch sẽ. Còn gặp mà nhiều bà mà bày hay đó, là kể như là mình, kể như là nó méo đầu này, nó nghiêng đầu kia, nó không có đơn giản đâu quý vị. Nên nhà bếp sau này á, nói thiệt á, nếu mà nam mà có ai mà nấu ăn giỏi á, nam làm bếp chính, mà nam đó phải già, phải xấu thì sao? Nam mà nó đơn giản mà xấu xí thì sao? Chứ mà vô đó mà gánh nguyên một cái vàng mấy bà đó mà không có bản lãnh cũng chuyển say không được. Nên nói vậy thôi, chứ mấy cô á, trong chùa mình thì kỹ lưỡng. Nên nhớ, mình nấu ăn cho đại chúng, có khi chúng trong chùa chúng ta nhìn thì chung chung vậy, nhưng mà đâu có biết ai là Phật Bồ Tát gì đâu. Nên mình từ rửa rau hay là cầm cái gì, bóc cái gì, hay là vo gạo đồ đó nghe. Nhất là vo gạo á, vo gạo là chín cả đám hết, thấy không? Nên từ nơi đó mình ngày tháng gì mình phải kỹ lưỡng, nghe không? Chứ đừng có chạy vô chạy ra vo gạo, phải rửa tay đồ sạch sẽ nghe mấy cô, kỹ lưỡng đó. Trời ơi, có nhiều bà mà mấy bà ở dơ là kinh lắm á. Phụ nữ mà chịu ở dơ rồi là chịu không nổi mấy bà. Ngày xưa dưới quê nhà Đức á, có cái bà đó, bà bán bánh canh. Cái bà bán bánh canh, mà bánh canh của bà bán á, là bánh canh mà cái loại mà bánh canh mà bột năng màu trắng trắng á. Bánh canh ngày xưa dưới quê mà người ta cầm cọng dây răng, dây găng á, mà người ta chét bột vô cái chai, cái người ta một cái miệng cắn cọng dây găng, cái lắc, gớt bánh canh xuống. Chàng ô, cái bà này bà ở dơ ác đạn lắm, mà nấu bánh canh đó, bánh canh cá lóc á. Rồi con bà thì nó nhỏ nhỏ nhiều, mà nít dưới quê ngày xưa là ưa mà mũi dãi chảy tùm lum. Cái nó chạy vòng vòng, cái mũi nó chảy xuống vậy nè. Cái lợ bánh kêu, lợ tao béo. Lợ cái lấy cái tay bá bóp cái mũi vậy nè. Cái đầu bá đưa gan gì nè, nồi bánh canh thì sau lưng. Bá đưa gan gì, má hát thì thường là hịt mũi là vậy nè. Cái bá đưa gan gì, rồi má hát, đúng không? Rồi lúc mà bá đưa ra thì mũi nó quá đà nhiều. Hát ngược thì đưa gan gì thì mũi nó không nhảy ở đây, mà nó nhảy ở đôi nồi bánh canh. Chè coi nó nhảy vô bên cạnh. Mà lúc đó mình còn nhỏ, mình ngồi kế bên, mình thấy cái cục mũi nó gớt vô nồi bên cạnh cái chùm. Ngay cái lúc đó cái ông đó lỡ kêu, cô cho tôi tô bên cạnh.
cái bà múc cái tô bánh canh, mình thấy rõ ràng bà múc nguyên cục mũi nó dính vô cái tô bánh canh, bà đưa cho ông đó. Mà ông đó mồ, lúc mà cái muỗng ông múc ngay cục mũi đó thì tưởng đâu là nước bánh canh nó trắng trắng, đâu có thấy mũi với bánh canh nữa vị. Ông múc ngay cái đó ông đưa vô miệng mà ông làm lợn cợn luôn. Tôi cái cảm giác này thấy ghê với vị. Thấy chưa? Nó nên á, quý vị biết rằng là có nhiều người phụ nữ họ dơ mà khi vuốt mũi xong họ chay vậy nè. Chay cho mình, ghê lắm. Trời ơi quý vị, mình buôn bán gì phải kỹ lưỡng quý vị ơi. Cái khăn lau của mình phải cẩn thận, người ta để ý á. Cái khăn lau tay á, chàng ơi, dịch mũi xong cái chùi vô mình cái bốc bánh canh. Ồ, ở dơ. Ác đạn ở dơ. Phụ nữ mà chịu ở dơ rồi là sợ. Sợ. Thêm cái nữa là mấy bả đâu đó mới bệt đó. Phụ nữ đừng có đụng đâu cũng ngồi đó bệt. Đứng lên cái lấy tay vỗ vô đít bụi bay tùm lum. Mấy bả mà nấu ăn mà mấy bả ở dơ rồi nghe quý vị. Phía sau là cái tô nước lèo hoặc là cái nồi nước lèo thấp á, bà ngồi đó bệt xong mới đứng lên mới lấy đít, mới lấy tay mới vỗ vô đít mà bụi nó bay tràn vô, nó văng vô nước súp. Ở dơ dữ lắm mấy bà này, nghe không, phải cẩn thận nghe chưa. Phục vụ chúng là phải kỹ lưỡng đàng hoàng. Nó còn mình á, còn cư sĩ mình vô chùa mình phụ bưng bê đồ này kia, tóc tai phải tém buộc là gọn ghẽ chứ không có để mà bay tóc tùm lum tùm la, hiểu không? Nên tại sao mà người ta kỹ là cái quần người ta bận là người ta lấy cái cọng dây thun người ta băng cái ống lại. Hiểu chưa? Lên chánh điện tu á, mấy vị đi quét nhà quý vị thấy không? Nó thép đồ nó bay chèn vô. Tứ tung lang ta. Có không? Nó nên tại sao mà người ta mà bận quần á, người ta cột cái ống lại là gì đó kỹ á quý vị. Nó nên không, đó là cái mà mỗi người ai làm được thì làm, chứ nếu không á chàng ơi tứ tung lang thang lắm. Nó nên vô nhà bếp cũng gọn ghẽ một chút cho sạch sẽ, chứ gặp mà mấy ông thầy mà ông ăn mà ông đói bụng quá kiểu như mà gấp đồ lia lịa kiểu mà nó cái đó nó nhẹ nó bay quý vị. Nó bay vô tu sức. Có một lần, nó thiệt, mình không nói điểm chùa nào. Có một lần mấy cô múc tu sức những thức ăn. Ăn xong mình cũng sớn sát. Bỏ vô miệng nhai. Nhai xong mình nói, ủa sao cái gì, cái cọng gì mà nó ngăn lại chợ. Cái mình lấy tay mình kéo ra. Ủa cọng gì đâu mà. Ở đây mà thấy. Ai cũng chùi lũi chứ mà sao mà nó. Có cái cọng gì mà nó quắn quéo kỳ cục cái chặt. Mình xem một chút là nuốt vô bụng mà quý vị. Nuốt vô bụng kiểu đó biết nó tiêu hóa không được, nó buộc bao tử là chết mù. Đúng không? Thấy chưa? Nên múc đồ ăn cho quý thầy, quý hòa thượng, khi mà làm đồ ăn mình phải coi kỹ lưỡng đàng hoàng. Hiểu không? Đãi ăn cho chư tăng đồ mình phải đàng hoàng nghe không? Múc mình coi nó có gớt gì vô không? Nghe không? Đó, tôi bị đó. Nhờ là may mắn tôi niệm Phật hoặc gia hộ sao mà đúng rồi, chuẩn bị nuốt vô đó quý vị ơi. Vậy mà cuối cùng dính lại nghe quý vị, kéo ra thấy. Nhìn. Ủa, mình nhìn mình coi ai có tóc không. Mình thấy ủa sao tóc thì nó dài dữ lắm mà sao cái cọng này. Sao bay đây chẹt. Thấy kinh chưa? Còn nếu mà chân mày rồi cục cục rồi đúng không? Còn cái này thì nó hơi quá đàn khúc khúc vậy nè. Nó thì bị biết rằng nó đúng là nguy hiểm ghê. Nó quá nguy hiểm mà. Nên cái kiểu chia sẻ bằng pháp này á, tuy nó vui nghe quý vị, mà nhưng quý vị để ý nghe, cái đó là những đức muốn khuyến vị gọn ghẽ kỹ lưỡng đó. Đã vô bếp nấu ăn rồi á, bận quần đồ, băng ống quần đồ lại. Hiểu không? Cho nó đàng hoàng chứ không thôi nó bay tùm lum tùm la. Gió mà nhất là đạo tràng ba gió ác đạn hơn. Cái chỗ này tùm lum này nó bít gió vì nó không đến nổi,
có gì đi chăng nữa nó cũng ở dưới, nó bay bay ở dưới thôi. Còn cái đậu tràng ba là chỗ đó gió nhiều, nên cô Châu phải cho nguyên cái nhóm nấu ăn nghe, buộc ống quần lên hết cho tôi. Nên bên ai bên hộ pháp những đứa kêu á, khi bớ cơm cho những đứa đồ ăn rồi thì chén giống hệt các cụ đại chúng trong chùa đi. Ăn xong rồi á thì để cho rửa chung hết rồi tới giờ lấy ra bớ ăn thôi. Khỏi cũng là chén màu xanh thôi. Mà để riêng chi, bớ ăn xong cái mấy đứa nó lạch cạch đi rửa riêng mệt quá. Thôi ăn xong rồi đưa người ta rửa hết đi rồi tới giờ lấy cái chén cái tô nào bớ đại. Hôm nay cho Hỷ bên kia nó nghỉ, nó đi phụ nấu cơm, lâu lâu mới thay đổi. Chứ mà làm hoài một khâu lâu ngày cũng dính mắt chứ không phải chuyện giỡn. Dính mắt cái khâu bắt cô khác làm, xong cái nghe không rõ, nó lấy một cái tô, nó bớt cơm vô, nó để đồ hũ vô, nó chan nước kho vô luôn, nó gấp đồ xào vô, cái chuối nó lột ra nó trắng trắng khúc 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 vô, cái nó chế vô nước lạnh vô luôn, đem ra một cái tô cơm. Anh nói ồ bữa nay ngon nghe, anh này là món ăn thập cẩm, giống thời Đức Phật còn tại thế khắc thực, ai cho gì ăn nấy quý vị. Mình nói vậy nó nghe lộn, nó bớ nguyên tô cơm, nó để hết vô, nó trộn lên, à nó trộn lên xong đem ra, nó nam mô với đà Phật. Ôi vị ơi, gán cố gắng ăn hết một tô cơm, ăn xong nó sảng phái được nữa đó. Thấy không? Chè ơi, ở trong chùa nhiều việc vui lắm vị ơi, rất là nhiều việc vui, kể hoài kể cũng hết. Thấy không? Nếu như vị sống trong ngôi Tam Bảo mà nó vui là quý vị thấy cái gì nó cũng vui. Còn nếu mà trách hờn thì cái gì nó cũng buồn. Mình đừng có tập mình là một con người mà đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý vị. Hãy tập đi, hãy tập mình có cái tâm vừa lòng vừa ý á. Cái gì mình dạy người ta, người ta không làm mình cũng không có nặng nề gì, mình đã hết lòng rồi. Tập vậy đi, tu càng dễ tính. Đừng có đi đâu cũng không vừa lòng, không vừa ý à. Mình được quyền nhắc người ta mà mình đừng có nên nặng nề à. Tập càng tu càng dễ nghe. Vậy thì quá đặc biệt. Như chùa mình quý thầy đồ ăn uống, cái quan trọng là gì? Có bà cụ kia bà chào, thầy mấy thầy ăn uống gì đâu, cái chén giống hịch cả cụ, thấy đau lòng ghê. Nói gì đâu đau lòng, chàng ơi cái chén nó không có vấn đề gì hết á. Cái quan trọng là cái thực phẩm á, đúng không? Cái chén là bình thường để ăn thôi, cái thực phẩm ở trong ăn uống nó quan trọng á. Ăn được hay không là cái đó thôi. Chứ bây giờ á, mình nuôi các cụ già mà bây giờ á, mấy thầy ăn mà cái chén vàng khè thì thấy nó xa lắc xa lơi với các cụ. Thôi mình giống hệt các cụ đi, mình mà vui rồi mình ăn đơn giản nó cũng mập nữa. Thiệt đó, vui là ăn đơn giản nó cũng mập, còn đã buồn rồi nghe mà ăn có nhiều nó cũng ốm, ốm như ốm nhách rồi. Nó nặng nề cái tâm rồi là nó ăn cái gì nó cũng ốm, nó hao tổn năng lượng đó. Nên mình ăn bình thường thôi, không có gì đâu, nó giống hệt các cụ, thấy gì nó gần gũi. Nên nhớ tập, đừng có trách móc, đừng có không vừa lòng không vừa ý. Phàm phu là có, nhưng mà những điều này chúng ta nhắc nhau để chúng ta tập làm sao chúng ta điều chỉnh bản thân mình lại, từ từ điều chỉnh lại, điều chỉnh lại, tập đi. Những đức nói vì càng trách móc là vì càng khổ. Mà thường là chúng ta trách móc là cái gì vì biết không? Tôi quá nhiệt tình mà, quá nhiệt tình rồi, tôi làm vợ làm chồng quá nhiệt tình mà tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Đã chưa? Tôi làm thầy mà tôi quá cực mà, tại sao mấy người đối xử với tôi như vậy? Đó, mình quá nhiệt tình, mình quá cực. Trong cuộc đời đi đến cái cõi này, mình nhiệt tình hết mình với người ta mà người ta không có cảm ơn mình là biết làm sao quý vị? Vì mình đang trả nợ cho người ta. Bây giờ như tức hỏi quý vị nè, mình lỡ mình mượn nợ người ta, xong mình đến mình trả nợ cho người ta, như vậy thì mình cảm ơn người ta chứ làm gì người ta cảm ơn mình.
người ta cảm ơn mình, cái đó là cái câu xã giao thôi. Chứ mình đã là mượn nợ người ta, bây giờ mình lỡ mình trả nợ cho người ta, mình cảm ơn người ta là lúc tôi khó khăn anh cho tôi mượn nợ, bây giờ đến lúc tôi phải trả nợ cho anh, tôi cảm ơn anh, nghe anh, là đúng rồi. Nên có những cái món nợ trong cuộc đời này là mình phải trả cho người ta đó quý vị. Cả đời mình phải trả cho người ta, nhớ nghe. Thiếu nợ tiền thì trả tiền, mà thiếu nợ tình thì trả tiền, mà thiếu nợ mạng thì trả mạng. Thiếu nợ nào thì trả nợ đó, chắc chắn vậy luôn. Có những người ta đến cái cuộc đời này, người ta thường là thuận duyên thuận cảnh không à. Còn mình thì đa phần là nghịch duyên nghịch cảnh không à. Là tại vì mình đã tạo cái món nợ nghịch duyên nghịch cảnh quá nhiều, nên đời này của mình phải chịu cảnh nghịch duyên nghịch cảnh. Nên nhớ cái câu là hờn trách người là trách mình, nhớ không? Trách người không bằng trách mình. Mình thấy người ta trở ngại với mình là biết mình đã thiếu nợ người ta món nợ này. Hãy vui trả đi quý vị. Tập nghe, tập cho nó quen. Cũng nóng nghe, quạng cái này. Quý vị nhớ phương tiện như Đức đã tặng quý vị hết rồi, nhưng do quý vị không cầm theo thôi, đúng không? Ai có quạt đưa cái. Đó, thấy chưa? Không cầm theo hết. Có quạt mà không cầm theo, người ta tặng quạt rồi, tặng hết rồi mà, đúng không? Đó. Ở đây mà có ai mà chưa được tặng quạt đưa tay coi. Có hai bà ba ông à, mấy người này chưa được tặng quạt á hả? Rồi để bữa nào đem qua tặng nha, quạt bên còn mà. Mỗi lần mình đi nghe chia sẻ pháp mình cầm cái quạt này theo, hiểu không? Mà đi vòng vòng nên cầm quạt này theo nữa. Thế vị mà lúc nào buồn buồn nghe, mình nhìn vậy nè, cười theo. Tấm hình này cười quá trời mà, đúng không? Cái nhăn nè cười theo. Cái câu này hay nè, quý vị vui quý vị buồn cũng nên niệm A Di Đà Phật. Thì giờ cười nè, nhìn vô cười đi nè, đúng không? Bây giờ mình cầm cái quạt này mình đi theo, lỡ nóng mình quạt. Tặng quý vị cái quạt này đặc biệt nhất là gì? Cái quạt tự động. Quạt này quạt tự động nè, hiểu quạt tự động không? Là tự mình động đi quạt. Hiểu không? Cái quạt điện thì cúp điện thì trở ngại, còn cái quạt này có điện hay cúp điện đều quạt được luôn. Cái quạt này mới đặc biệt nè, hiểu không? Mà lại có những dòng chữ đặc biệt ở trong đây, những dòng chữ đặc biệt ở trong đây. Nên những Đức nói bị nghe chứ, một cái nhà mà nếu là một cái chánh điện mà âm thanh nó không được hay nghe quý vị. Quý vị thấy cái buổi chia sẻ Phật pháp á, nó giảm hết 50%. Ghê không? Nó giảm cái trọng lượng nghe Phật pháp 50%. Cái buổi giảng những Đức mà quý vị biết rằng chủ nhật đồ này kia nó rầm của người ta răng lên như. Nhưng mà buổi giảng đây quý vị thấy không? Giảng mà không quen cũng không giảng được. Tại vì nó nghe được đúng không? Nghe được nhưng mà nó không giỡn đâu. Nó không có nhắm mục tiêu ngay mình. Ví dụ như âm thanh nó mà hay đi, nó phóng ngay mình, rầm ngay mình vậy đó. Mà người ta giảng, người ta nhắn một phát thôi là kích thích liền á. Còn cái này bây giờ kích cỡ nào, kích bây giờ kích giết của mình đó. Sụi tơ, tay chân sụi đơ hết luôn, kích hết nổi luôn. Tại vì sao? Vì kích họ thích ít quá. Thấy không? Nên bây giờ bị coi, bây giờ mình kích quá trời kích luôn mà giờ không thích, thôi mình chịu thua, mình bó tay luôn, sụi đơ tay chân hết chân, hết nổi rồi. Nên đây giảng pháp cũng vậy, vì la lên cái thì nó nghe cái tiếng mình rầm rầm,
thì còn ham la. Chứ bây giờ mà la lên cái á, không nghe gì chứ, âm thanh nó chạy ra mất tiêu. Nó thấy không, quan trọng chưa? Nó nên á, cái việc mà xây chùa nó nói chứ, cái việc âm thanh này nó quan trọng lắm nè. Có nghĩa là mỗi lần xây một cái chánh điện là phải nhờ cái nhà thiết kế, vì âm thanh phải lợi. Để xây cái đó xong phải kết hợp với cái dàn lo đó đó, để sau này bất cứ một cái chương trình gì là người ta nói chuyện dễ nghe hoặc là âm thanh nó hay. Cái này quý vị coi, bây giờ pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm, nghe âm thanh mà nghe không được vậy thì có lợi ích không? Không có lợi ích, vì nghe không được mà. Chúng ta là giờ nghe pháp được chúng ta mới cởi mở tâm tư, còn nghe không được sao lợi ích. Nên cái này cực kỳ quan trọng, đừng có sợ tốn tiền chỗ này, chấp nhận đầu tư chỗ này luôn. Nhờ cái nơi thiết kế lại, khi xây cái chánh điện đó bắt đầu là nhờ họ phải đặt vị trí lo đài sao sao, bên cái bán âm thanh phải lợi đặt cho mình một bộ âm thanh, chấp nhận tốn tiền. Vì sao? Vì mình dám xây một cái chánh điện bao nhiêu trăm tỷ, không lẽ cái dàn lo không hay không nghe được thì có, nó có kết quả gì đâu, nó không lợi ích. Bây giờ thí dụ như bây giờ mà âm thanh mà hay bị tu nó cũng an lạc hơn nữa. Còn cái âm thanh mà nó ù mình tu mình ra, mình bước ra ngoài mình mừng lắm. Trong khi người ta vô chánh điện người ta mừng, còn cái này nó bước ra ngoài nó mới mừng. Tại vì nó vô đây mà nó quay mình. Bây giờ cái tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thấy chưa? Nó thêm tiếng Đó. Nên thí dụ như mà gặp một buổi tối mà ở đây đi, không có ai đi mà có mình cầm cái lo mình làm nè. Xanh mày xanh mặt đó nghe quý vị, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nên kể quý vị nghe câu chuyện vui vui. Trong cái cõi này nghe quý vị, người chết chưa siêu, hương linh là có thiệt, chứ không phải là chết là hết đâu nghe quý vị. Câu chuyện này hồi đó gì nữa kể quý vị cũng nghe mấy lần rồi. Câu chuyện mà ông thầy ở miền ngoài, ông đi cúng á, câu chuyện đóng phim luôn quý vị ơi, có thiệt. Ông thầy này chuyên đi cúng, thì cái gia đình này có đứa con gái nó đi biển tắm té chết dưới biển. Xong thỉnh thầy lỡ cúng, thầy dẫn thêm người đệ tử đi giữa đường, thì ông thầy ông nhớ lại là cái chìa khóa thùng tam bảo bỏ quên ở chùa, mà chùa này ưa có ăn trộm lại lấy tiền. Thì ông nói: con ơi, thầy nó đi gấp quá, thầy quên cái chùm chìa khóa để ở chùa, nên con đi về con lấy cái chùm chìa khóa cắt liền, để người ta cúng dường tiền ở trong thùng tam bảo, ăn trộm nó mở thùng nó lấy hết. Xong đệ tử về lấy chìa khóa, ổng đi cúng một mình, ổng lỡ đó ổng cúng nghe, bởi vì mấy anh em cúng đi thật cẩn thận nghe, cẩn thận. Chùa mình là chắc là hương linh ma nó cũng quan hỷ, tại vì lỡ chùa nghe pháp cũng quan hỷ, thấy không? Thì xong ông lỡ ông cúng, khi mà ông gia trì thì trong lòng ông nghĩ cái bộ chìa khóa không biết đệ tử có lấy được chưa. Lúc ông gia trì ông cúng thì ông nghĩ gì đó, thì ông biết biến ra chìa khóa không. Thì ông cúng xong ông về chùa, tối đêm đó ông nằm ngủ, tại vì ông cúng nên nó giao cảm với ông. Thì ông nằm ông ngủ, ông nghe một tiếng ghen kêu ông: thầy ơi thầy, thầy ơi thầy ơi. Ông nghe mà cái đó là giống ngủ mà trong mơ nghe kêu ông. Cái xong ông thấy có cô gái, ông hỏi là ai: con nè thầy ơi
Thường hương linh ta lạnh vậy, nhất là chết sông chết suối đó, chết dưới nước lạnh, cái cảm giác đó bị cảm giác lúc mình chết nó cống lạnh đó. Bây giờ cái linh hồn nó cũng lạnh, thấy chưa? Hương linh mà chết ở trên bờ thì nó không có rung gì, mà hương linh mà chết dưới sông dưới suối dưới biển đó, là nó rung gì đó. Mỗi lần họ nói chuyện với mình là gì nè, những đức đã từng thấy hương linh ta nhập mà người ta chết sông ta lỡ đó nè, lạnh quá, lạnh quá, thấy chưa? Kêu ổng nói, ổng nói vậy ở đâu đến đây, nói con là cái gia đình đó, hồi sang thầy đến thầy cũng ở gia đình đó đó thầy ơi thầy. Nói, ủa thầy cúng rồi giờ lại đây tìm thầy cái gì? Thầy cúng mà con ăn không có được thầy ơi thầy. Ủa sao thầy cúng ăn không được? Thầy biến ra chìa khóa không thầy ơi thầy. Cúng thiết thực quan trọng lắm nghe, cẩn thận đó. Nên mỗi lần mà cúng thiết thực á, mà những đứa thấy một cái con nhỏ gái nào trẻ trẻ mà đứng trước mặt cái đứa kêu con gái đi qua bên kia đứng, con đứng đó thầy nhìn con, thầy biến ra con gái không chết mộ. Thấy chưa? Cái tâm của mình đực và cái nó kỳ cục lắm, nó gặp cái là nó ưa khởi tâm tầm bậy lắm. Nên mình kêu đi qua bên kia đứng con, thầy còn bèo lắm, thầy dở lắm, qua bên kia đứng. Con lần mình cũng điêu thực ngay ngày lễ với con em, mà ba đứa nó bận ghiếp ngắn ngủng luôn, nó bận áo dây, nó đứng ngay trước mặt mình nói nam mô mờ ba tiểu yêu qua đây đi đứng giùm. Vậy mà nó đến nó gặp mình, nó hỏi nó thầy thầy bộ con đáng yêu lắm sao? Đáng yêu lắm. Em coi trong Khuyên Tây Du Ký á, Bạch Cúc Tinh sao là vậy đó. Kêu bà tiểu yêu, bà tưởng đâu bà đáng yêu. Đáng yêu. Đến chùa bạn ghiếp ngắn ngủn, bạn tìm cái áo dây, đưa hai cái bánh ú và bá ra cho ông thầy ông nhìn. Gì mà nói đáng yêu? Người ta kêu tiểu yêu mà nó là đáng yêu. Nói Bạch Cúc Tinh đáng yêu, hiểu không? Đi qua chỗ khác cho ông thầy cúng coi con. Chứ con đứng đây chúng thầy biến ra mấy con nhỏ này không chết mù, thấy không? Dọn sạch hết trơn rồi ra cúng liền. Cúng xong là lúc đó trong tâm tư dọn sạch rồi cúng, chứ không thể biến bậy bạ, biến ra cái thứ đó không sao, nó ăn không được nó tìm mình đó. Mấy chú mấy thầy cẩn thận nghe, cúng cẩn thận nghe, những lăng đồ cẩn thận, cúng đồ đó, những chí đồ cúng cẩn thận, bên kia những thịnh cúng à, cúng đồ cẩn thận nghe không? Cho lúc cúng mà suy nghĩ tới mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ, bánh ú bánh cam đồ mà anh đã biết rồi, bánh ú bánh cam không chết một, thấy chưa? Nên á, không mấy anh em cẩn thận nghe chưa? Nó cúng một chút phải cúng thanh tịnh tâm đồ, cúng cho nó ngon lành. Mà muốn cúng mà đặc biệt đó nghe, phải lên lễ Phật bèo gì cũng 20 phút để quân bình cái tâm, là lên cúng thì nó ngon dữ lắm. Những đức mà ngày chủ nhật mà cúng là nó thật sự đạt lắm á. Vì sao? Niệm Phật này chia sẻ Phật pháp, tu chung với Phật tử nè, ra cúng rầm rầm gia trì ghê ghê chưa? Chú thật diệu già đà, thấy hoài phong lão liệt, có nghe thấy ghê không? Gia trì chưa luyện đồ nó ghê lắm nghe quý vị. Nó cúng gì hương linh ta nghe thấy cũng mê. Con này cầm gia trì đúng không? Nên phải nhiệt tình được chút, làm nó có bài bản. Cái hình thức nó nói nó cũng quan trọng lắm nghe mấy cô. Mỗi lần mà ví dụ như chủ nhật nhà đứa cúng khác nghe, bình thường cúng khác nghe, lễ cúng khác, vì quá đông người ta nên ga nghe, nắm gạo một cái mặt cái gì mà Phật tử, nhiều Phật tử mà bị liệu theo cái mặt mình làm gì, tự nhiên cái mặt nó cũng làm theo. Nó ngộ thế kia, ngộ lắm quý vị. Nhà đứa làm gì nè,
Mấy bà đứng giúp làm nè. Liệu theo đó. Nên mấy anh em nhớ, khi ta bu xung quanh đông đông, mình cũng làm kiểu cách như là nó cũng phải có một cái gì đó kinh khủng lắm. Còn tuy là cái tay mình để cái gì nghe, gạo nghe. Nhiều bà ở dưới, thầy cúng ốc ác nổi cục cục lên chứ. Nói biết sao mà thầy cúng ốc ác nổi không con? Nói sao à? Cảm ứng. Thấy không? Nó nên cái cúng đi thực nó quan trọng lắm đó. Chứ không phải vô mà mình làm thí làm đại đâu nghe chợ. Mình cúng mà người ta không được là người ta tìm mình đó. Nó, ông thầy bị tìm đó thấy chưa? Bữa sau ông thầy đến cúng lại. Bữa sau ông thầy đến cúng lại. Nên cái việc mà một cái đạo tràng mà cúng đi thực cực kỳ quan trọng. Rất là quan trọng. Nên chết không phải là hết đâu nghe quý vị. Chết không phải là hết đâu. Mà chết là còn tồn tại vì cái nhân thiện ác của mình đã tạo. Nhớ nghe, chết là còn tồn tại với cái nhân thiện ác mình đã tạo. Nên bây giờ mình còn sống cái cuộc đời này, mình cố gắng niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Nhớ đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật để nhắc mình niệm Phật. Đây là nhân niệm Phật thì quả giảng sanh làm Phật. Quan trọng, thấy không? Chúc vị an lạc vị ơi. Đại chúng cười lên cái coi. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng an lạc vị ơi. Chúc vị tối nay ngủ ngon nhé.